vĩnh biệt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, một người cộng sản chân chính, một người Bolshevik và học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt con thuyền Việt Nam đi từ những thắng lợi này sang thắng lợi khác. Vô cùng thương tiếc, vô cùng biết ơn một Tổng Bí thư chân chính, một người Hà Nội đã đấu tranh và cống hiến cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp chấn hưng Việt Nam. Trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử của Việt Nam, chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế như ngày hôm nay. Và công rất nhiều đến từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, nhưng di sản của người sẽ sống mãi. Các cường quốc Nam Châu cũng phải ngả mũ kính trọng ngài. Những cái lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những khát khao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như non sông Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc Nam Châu hay không, Nguyễn Phú Trọng đã xuất sắc làm được điều đó. Không những về vị thế của đất nước, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một điều chấn động thế giới. Chưa có bất kỳ một nước nào trong lịch sử nhân loại làm được những gì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm. Có lẽ một trong những cái di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Việt Nam không khác gì những gì mà ông Lý Quang Diệu đã từng để lại cho Singapore. Một vị thế cực kỳ tuyệt vời, từ một đất nước nghèo nàn, nợ công 68% GDP. Sau hai nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho Việt Nam chúng ta trở thành một trong những đất nước có nợ công thấp nhất thế giới. Và tốc độ tăng trưởng của quý 2 năm 2024 là 7%, một trong những tốc độ nhanh nhất thế giới. Trên hết tất cả, đó là vị thế trên chính trường quốc tế. Việt Nam được tất cả các cường quốc tôn trọng, tổ chức thành công rất nhiều đại hội APEC có tầm cỡ quốc tế và hội nghị thượng đỉnh Kim Trung ở Hà Nội, là cầu nối kết giao hòa bình giữa các dân tộc. Gần đây nhất, chuyến thăm Trung Quốc và cái ôm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm cho tình hữu nghị của Việt Trung trở nên tốt đẹp hơn, và quan hệ Việt Trung trở nên một cái tầng rất cao, cũng như cuộc viếng thăm của ông Biden nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh khó khăn của Nga và Ukraine. Trước khi ra đi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã kịp tiếp một người bạn lâu năm, đó là nước Nga. Rất trân trọng, rất biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã để lại một di sản lớn cho non sông gấm vóc Việt Nam. Bạn có bình luận gì về thời đại Nguyễn Phú Trọng không? Comment xuống cho chúng tôi biết nhé.